Ôi còn sớm mà ngủ thêm 5 phút nữa. Thôi lỡ trễ rồi ngủ luôn. Đừng buồn nha. Dù chúng ta chia tay, nhưng chúng ta vẫn là bạn nha em. Sao sao? Dính biệt anh. Ê, mày ăn luôn cái hộp á hả? Ừ, sao đâu? Mẹ tao nói ăn cái hộp mà cái cây trên đầu quá. Chết tao rồi mày ơi. Ngứa cái đầu quá nè. Mày điên quá. Giang giang giang. Biết làm câu 2 không? Chỉ tao với. Ê ê. Biết làm không? Chỉ với. Ôi sao không có học bài? Làm đại à. Thôi, không mua. Giờ coi xíu thôi cũng được. Đã dặn lòng là không mua. Vậy mà mua một nồi vậy đó. Kiểu này á, chắc ăn mì gói tới cuối tháng luôn. Alo, Thảo hả? Ờ, tao nè, gì vậy? Ờ, khỏe không? Ờ, khỏe, Thảo này khỏe dữ lắm. Cho xin tiền nợ bữa đi. Ờ, tao mua, ờ, nhớ rồi, mai tao trả. Ờ, mai ha? Ờ. Ờ. Ờ, trời, tao quên, hôm qua đi làm về trễ quá, cái quên. Mai tao trả. Ờ, vậy mai nha. Ừ, nhớ nha. Rồi, nhớ. Chừng nào trả tiền cho tao. Hả? Hả? Cái gì? Mày nói gì? Hả? Cái gì vậy? Hả? Không nghe rõ. Nè. Không nghe rõ. Như bất sống rồi Quỳnh ơi. Bất sống rồi. Alo, bất, nè. Bất sống rồi, bất luôn. Con này hẹn mai, hẹn lần, hẹn lượt, hẹn quay à.